chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre lăn màu son sao màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong cây dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Trang mi miều cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm cô đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Nhà ai đang cưới thật vui, bao cái trái
rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông ta sẽ chị hồng đôi lứa thắp chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới, chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trông thật xứng đôi. Đàn trai đàn gái vui với họ hàng, chúc mừng hạnh phúc cho tình đôi lứa mãi mãi bền lâu. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, mừng đôi tân hôn tình yêu thắm thiết, xóm làng gần xa hân hoan đón mừng duyên tình lứa đôi. Còn một số
con cháu em út mà vì hạn chế cho nên ở dưới thành phần tham dự là đại diện là như thế, với một số lễ vật gồm có cầu cau, rượu trà, trái cây, bánh trái, xin trình lễ vật để dâng lên bàn thờ tổ tiên, trình với họ để chứng kiến cho cái ngày hạnh phúc của đôi lứa phù hộ độ trì trong năm tốt đẹp. Bây giờ tôi xin trình lễ vật trước hết là trà, rượu và đèn nha, và các quả trà. Quả thứ hai là bánh. Bánh cốm. Bánh cốm. Quần áo cô dâu. Quần áo trang phục cô dâu. Đây là gà xôi. Còn đây là mâm đầu cao để cho cô dâu chú rể. Để gia tiên là dâng lên mà trời cô tiên rửa xong. Đây là lắng hoa quả. Và xin thưa quý ông, quý bà, gia đình nhà gái chúng tôi rất chân thành và đón tiếp quý ông quý bà trong những ngày trọng đại của cháu phương và cháu phúc hôm nay. Về lưng nhi thì chúng tôi thấy rằng nhà họ trai sắm sửa văn phòng hết sức đầy đủ theo mục đích của truyền thống gia đình chúng tôi xin phép. Và bây giờ thì cũng được xin được giới thiệu thế thôi là đầu tiên đây là bản đồ của trong phương nhà kế tiếp đó là sáu thầy chú của trong phương rất là mong muốn cô chú cô rồi tiếp nữa là anh đây là quả anh của họ của nhà chúng tôi hết sức là hân hoan. Thank you.
quý vị diễn khi đoàn kết cảm chất của hai họ chúng ta, nhà trai nhà gái. Con về mắt thế. Tính như là thôi chứ là còn nữa chứ hả? Càng nhiều còn tốt ạ. Cái nhà gì là một. Rồi giống như thế ạ. Bác gái nhìn máy đã cũng có món quà. Cười tới như vậy là hai cháu đọc khác. Bác ơi. Anh nhất cái quả vào đây, em đưa cái hoa ra ra trước cái quả. Không, không phải cái hoa kia, hoa lớn, hoa lớn. Không được rồi, hoa lớn. Cây, cây. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Hai em. Vâng, hai em. Không xin được không? Mình xin tay chú rồi mình kéo chân đi để cho đưa người nhỏ không như vậy. Anh phải có chị chứ? Chị đâu? Đây chị đi sau. Chưa chị. Vâng. Rồi, rồi nhìn máy dưới giúp em đi. Dưới đúng rồi. Chú tổ chúc hai con hạnh phúc năm năm sớm có con một cháu bé và mẹ hai họ hàng chúng ta xây dựng tổ ấm cho hai cháu. Hay quá, vỗ tay đi. Đứng ra sau mẹ mẹ Phương đứng sau mẹ Phương ra luôn bên này luôn không. Dạ. Cũng là cũng không cảm ơn thằng bà thì là có phúc này. Dạ. Hôm nay trong mời các bác. Dạ. Kính mời. Hôm nay có thêm ba má. Người nó căng thẳng lắm, lần đầu kêu ba má mà cũng run rồi. Cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Thôi, hai người uống chung một ly phải không? Hai ly chứ. Tôi xin được khô dài chứ. Chúng ta cũng
một lời nói cảm ơn về đẹp em, cảm ơn em mỗi dịp sao. Cảm ơn em mỗi dịp sao. Cảm ơn em mỗi dịp sao. 2 đến 4 rất là nhiều phải không ạ? Trong hương cũng là trong ý thức của xã hội chúng ta bây giờ, tuy nhiên thì cháu còn rất trẻ, rất mong là cả hai họ chúng ta cùng gặp cho hai cháu xây dựng gia đình và trong đó đặc biệt là trong việc xây dựng cả hai họ và một lần nữa chúng tôi xin rất cảm ơn mọi nhà gái đã hợp tác một cách trên sự mong đợi của chúng tôi. Thì, tôi nhớ hồi xưa tôi tới bây giờ tôi rất mê một bài hát của một nhạc sĩ nói về vùng sao Lạc Long Đồng này. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Hôm nay gia đình chúng tôi không những lên đây để mang về một cành hoa mà mang được về một người hoa. Cái gia đình ông Bùi Văn Bùi, hai ông bà Bùi Văn Bùi, hy vọng rằng mà chắc chắn như thế là tương lai các cháu sẽ sinh cho ông bà bên nhà trai đứa con đứa cháu gái là hoa khôi hoa hậu, mà nam là những người tài hoa, trước là cho gia đình, sau là cho đất nước. Xin hết rồi. Chào lâu. Con gái của mình, tại vì nhà tôi cũng thích con cha lắm, thằng đầu đã xa, con mình kháu á, cái nóng ruột của mình sâu đó trong mình, dạy nhớ nhà hứa rồi đấy nha. Xem như con gái là cái chuyện. Của bình yên em yêu thương ngàn lần, anh muốn nói một lời nói cảm ơn về đẹp em, cảm ơn em mỗi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng, dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em, cảm ơn em luôn gọi nó, cảm ơn em xót thương dạng đời, để cả thế giới sáng bừng cùng em, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói. Ngày nắng vàng sớt hồn nhiên
cha gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Sau con hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoáy làm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng khi em mỏi. Thank you.
vị đại diện đội Tân Lan Tân Gia Dân xin được trân trọng ra mắt và kính chào toàn thể quý khách. Xin được mời đôi nam cùng nhiều tay nhau tiến lên phía trước, tay trong tay thắp sáng những ngọn nến hạnh phúc của tình yêu. Xin mời. Đại diện ông bà Hoàng Hữu Hạnh, Lê Thị Tâm xin được trân trọng kính chào quý khách. Kính thưa quý ông, quý bà, quý vị quan khách, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi tổ chức lễ phu quy cho cháu Trúc Phương sánh vai cùng Tân Phúc. Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên, là người, là lời chúc hạnh phúc cho hai con của chúng tôi. Gia đình chúng tôi ghi nhớ và cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Cuối cùng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị dù việc vui vẻ và ngon miệng. Và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện của phía quý họ nhà trai ông Hồ Xuân Nhơn cũng sẽ có đôi lời đáp từ. Xin trân trọng kính mời ông. Trân trọng kính chào quý khách. Trân trọng kính chào hai họ Bùi và họ Phan. Điều trước tiên chúng tôi xin gửi lời đa tạ và cảm ơn quý vị, không riêng gì hai họ bà con thân thuộc của hai gia đình chúng ta, mà cả xứ sở Lâm Đồng, một phố thị nhỏ nhắn đi dăm phút để trở về chốn cũ. Nhưng tình thì bao la, thiên nhiên thì đẹp đẽ, khí hậu thì quá tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi làm đi lên đây với cái nhiệm vụ là rước dâu, chúng tôi cũng run lắm, nhưng mà về lên đây với cái nhiệt tình của con người xứ sở bà con ở quê hương Lâm Đồng này, chúng tôi được rất là ngoài sự mơ ước, rất là vui vẻ, và thiên nhiên ở đây đã ưu đãi cho ngày vui của hai cháu hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin chúc quý vị hôm nay thật là vui vui để chúng ta nhớ mãi mãi về sau, vì bây giờ ở đây đã trở thành một cái quê hương mà chúng tôi chắc chắn là rất khó quên, và tương lai là quê vợ của cháu Phúc đây, còn tương lai xa hơn nữa là quê ngoại đây, mà ở đời quê ngoại là rất tuyệt vời, mai mốt phải dẫn cháu chắc đồ về quê hương nhỏ nhắn như thế này, chắc chắn là phải lưu dấu kỷ niệm cho suốt cuộc đời cho gia đình của chúng hai cháu anh. Xin cảm ơn quý vị. Thì vâng, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành, mộc mạc và đầy đủ ý nghĩa của vị đại diện phía với họ nhà trai. Và trước khi được mời chị Nguyễn cùng quay trở về bàn tiệc, xin mời chị vị đại diện của chúng ta cùng tiến lên phía trước, bắt chặt tay nhau để cùng chúc mừng cho tình thông gia của hai họ kể từ hôm nay. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng cho tình thông gia của hai họ. Xin mời đại tân của nhà tiến lên chào bạn. Ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy.
lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi
tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. You're
chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chưa mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yếu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Yêu đến khi thành ông bà, mình bên nhau, ở bên nhau, cầm tay nhau.